Hello， 大家好，我是蔷薇。Hi， 大家好，我是陈梅。欢迎来到飞跃世界 Go。今天我们继续哦，请教蔷薇老师是关于那个语音这方面越南语好不好？身为新手准妈妈，我是专家。好，那我们来上课吧。Sinh con là thiên chức của phụ nữ. Sinh con là thiên chức của phụ nữ. 生小孩是妇女的天职。Sinh con 是生小孩，天职是天职，古妇女是妇女的女生的。听完我觉得我好伟大。对呀、当妈妈是很伟大的哈。làm mẹ thật vĩ đại。làm mẹ thật vĩ đại。好啊，làm mẹ 就是当妈妈 ，thật vĩ đại 是很伟大。那现在预产期只剩一个月嘛，我有一点点紧张哎。预产期越南文是ngày dự sinh。ngày dự sinh。那蔷薇，你的预产期，你的准备待产包好了吗？准备好了吗？待产包就是牙力生，牙力生。我都准备好了，超多东西的。一定的。那你打算自然产还是剖腹呢 ？Em dự định sinh thường hay sinh mổ？ Em dự định sinh thường hay sinh mổ？ 那我打算自然产，sinh thường。那剖腹是生膜，就是生膜恢复的时间比较慢啦。好，那现在我们帮大家把今天的新生词哈、来做一个造句吧。Bụng em to ra rồi đó, đã bắt đầu có tướng bao bầu rồi. Nay mấy tháng rồi em? Bây giờ em 8 tháng mấy rồi. Ngày dự sinh của em là khi nào? Cuối tháng sau. Em hồi hộp quá.Em dự định sinh thường hay sinh mổ? Em sinh thường sẽ nhanh hồi phục hơn. Ôi, sinh thường đau lắm, mà sinh mổ cũng đau. Nói chung là cái nào cũng đau. Sinh con là thiên chức của phụ nữ mà. Mời mình lại giải thích. Bụng em to ra rồi đó. Sư nghĩ là tu tử bên ta là đã bắt đầu có tướng bà bầu rồi. Dì chinh khai sử dụng yên vui là.Tướng bà bầu chứ sự yên vui. Nay mấy tháng rồi em? Xin trang chỉ cơ dưa là bảy mấy. Bây giờ em 8 tháng mấy rồi? Xin trang của 3 cơ tô dưa là. Ngày dự sinh của em là khi nào? Nhi tờ yu chẳng chí sư sở mơ sở hồ? Cuối tháng sau, xa cơ dưa. Em hồi hộp quá, wo hào jìn trang. Em dự định sinh thường hay sinh mổ? Nhi tả xoan tự rán chẳng hay sư?剖腹有人是打算。Em sinh thường, 我自然产 sẽ nhanh hồi phục hơn, 会比较快恢复。Ôi, 这是哎呀, sinh thường đau lắm, 自然产很痛, đau 是痛哈。Đau. Mà sinh mổ cũng đau, ở 剖腹也痛啊。Nói chung, 就是总而言之。cái nào cũng đau, sư nãy chủ tôi sư thông nữa. Đây, nói chung là tổng ở yến chứ ha. Hả, sinh con là thiên chức của phụ nữ mà, sinh 小孩是妇女的天职嘛。对啊。记得哦，天职就是天职。好。我们来快速的复习哈。好，sinh con là thiên chức của phụ nữ. Sinh con là thiên chức của phụ nữ.生小孩是妇女的天职，对，所以当妈妈真的很伟大。对，là mẹ thật là vĩ đại。对，好，那有任何问题哈，请写信给我们了哈，记得要订阅跟按赞哦。对，要跟育婴有些问题不懂啊，你们也可以写信给我。对，我现在是专家，我非常的了解，我做了很多功课。好，那么今天我们就上到这里吧。我是陈梅，我是蔷薇，谢谢收看，拜拜。